bụi tinh vi khủng. Xem hoa là giả chậu hoa, cái hoa muộn. À bạn này, bắt đầu hồng, hồng đậm, chứ phải đỏ, hồng đậm. Cái này cao 5 mét, tán rộng, bụi to lắm. Nhiều thân, anh bạn chồng bụi to lắm, hơn 20 năm to này, anh gốc này phải 80, nhiều thân. Bạn nhìn là đỉnh vào là cao lắm. Mình trên mua từng vi một thân thôi, đây từng vi bụi. À, có điều kiện. Đấy, à, tháng đấy, bùng hoa bắt đầu bùng hoa. Không gian rộng trong này bụi. Chọn được 8 giọt nặng hoa. Đây, trồng thuần chậu ấy, dưới có những cái chậu những bẻ đấy, tán rộng đẹp lắm. Ok, đã rồi, gia đình bán cao lắm, và cao lắm chưa mua được. Anh vẫn thần nó phải tầm 30, hơn 30.